Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của LoveSport ngày 18 tháng 2. Văn Toàn ghi dấu ấn tại Hàn Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng đầu tay, huấn luyện viên Đông Á Thanh Hóa thừa nhận khó khăn tại V-League là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Văn Toàn ghi dấu ấn tại Hàn Quốc. Văn Toàn có bước chạy đà hoàn hảo trên đất Hàn Quốc trong màu áo Seoul Eland. Cụ thể, tiền đạo đến từ Việt Nam đã kiến tạo bàn mở tỷ số giúp Seoul Eland thắng Incheon United 2-1 ở trận giao hữu hôm 17 tháng 2. Cú chân sút của Hoàng Anh Gia Lai đã chính và truyền cho tiền đạo Ronan David mở tỷ số ở phút thứ 13. Incheon gỡ hòa sau đó 5 phút, nhưng Ronan David lại tỏa sáng với bàn ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 66. Văn Toàn chia tay đội chủ sân Pleiku để gia nhập đội bóng K-League 2 ở mùa giải 2023. Anh được trao áo số 9 ở đội bóng mới. Bàn kiến tạo và lưới đội bóng xếp hạng tư K-League 1 mùa trước được xem là bước chạy đà hoàn hảo cho tiền đạo quê Hải Dương trước khi giải bóng đá Hàn Quốc khai màn. Theo lịch, Văn Toàn và các đồng đội Seoul Eland sẽ chơi trận đầu mùa giải mới gặp Cheongju ngày 1 tháng 3. K-League 2 hiện tại gồm 13 đội đá vòng tròn 3 lượt, tức là mỗi đội chơi 36 trận từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 2 tháng 12. Đội đứng đầu sẽ lên chơi ở K-League 1. Riêng 4 đội còn lại trong top 5 sẽ chọn ra 2 đội đá tranh vé vớt với 2 đội đứng nhóm cuối bảng ở K-League 1. Đội bóng của Văn Toàn đã chơi 9 mùa ở K-League 2 nhưng chưa lần nào lên hạng. Phát biểu trước truyền thông, tiền đạo 27 tuổi nói rằng sẽ cố gắng cống hiến hết mình để giúp đội nhà Seoul Eland thăng hạng mùa sau. Thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng đầu tay. Đối đầu với BKMX Bình Dương, hàng thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức đầy kín kẽ. Nguyễn Tiến Linh cùng các đồng đội vô cùng bế tắc trong việc triển khai tấn công. Thậm chí đến phút thứ 19, đội chủ nhà còn nhận bàn thua đầu tiên. Victor Mansaray vung chân dứt điểm từ khoảng cách 20m, hướng bóng đi vào góc xa khung thành của thủ môn Trần Minh Toàn. Sau bàn thua, các cầu thủ BKMX Bình Dương tiếp tục duy trì việc kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ, nhưng vẫn khó khăn để tìm đường vào khung thành đối phương. Mải mê dâng cao, đội bóng đất thủ đã để lộ ra những kẽ hở ở hàng thủ cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khai thác. Từ đợt phản công bên cánh phải ở phút 37, một cầu thủ đối khách căng bóng vào trong để Green Daniel dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Cuối hiệp 1, Bình Dương được hưởng quả phạt đền ở phút 43 do Võ Huy Toàn kéo áo Đoàn Tấn Cảnh trong vòng cấm. Trên chấm 11m, ngoại binh Romario không phạm sai lầm để đánh bại thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sang hiệp 2, đội chủ nhà đẩy cao đội hình với tâm thế được ăn cả ngã về không. Liên tiếp các cơ hội được các học trò của huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn tạo ra. Đứng trước sức ép khủng khiếp từ đối thủ, Chiến Hạm Đỏ đã đứng vững ở hiệp đấu còn lại. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 3 điểm đầu tiên để tạm vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League 2023 và trực tiếp đẩy BKMX Bình Dương xuống hạng thứ 13. Huấn luyện viên Đông Á Thanh Hóa thừa nhận khó khăn tại V-League. Ở trận đấu diễn ra vào lúc 19:15 ngày 17 tháng 2 tại vòng 4 V-League 2023, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thi đấu trên sân hàng đẫy nhưng lại có thế trận nhỉnh hơn và có nhiều tình huống gây khó khăn cho khung thành của thủ môn Tấn Trường. Dù vậy, trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, Veliza Popov cho rằng giải đấu tại Việt Nam có nhiều cạnh tranh, rất khó để đội bóng giành chiến thắng. Ông nói: "Tôi không chỉ làm việc ở Myanmar mà còn làm việc ở Thái Lan, Malaysia. Giải đấu ở Việt Nam rất khó để giành chiến thắng ở đây. Ở Việt Nam các trận đấu rất khó khăn, một phần vì mặt sân không tốt, nhiều cầu thủ thiên về thể lực. V-League là giải đấu khó khăn nhất khu vực." Nói về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Popov tỏ ra rất hài lòng. "Hôm nay, điều quan trọng, chúng tôi đã cho mọi người Việt Nam thấy đội của chúng tôi đến đây để giành thắng lợi. Các cầu thủ đã chơi áp sát cả 90 phút, gây áp lực cho đối thủ. Ngày hôm nay, dù có thua, tôi vẫn hài lòng về tinh thần thi đấu của cầu thủ. Tôi nghĩ đây là trận đấu tuyệt vời. Câu lạc bộ Hà Nội là đương kim vô địch, là đội mạnh nhất. Chúng tôi muốn thắng, nhưng một điểm thì tôi cũng hài lòng. Mục tiêu của Đông Á Thanh Hóa là giành chiến thắng các trận. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được." Sông Lam Nghệ An hòa trận thứ tư liên tiếp. Tối ngày 17 tháng 2, trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2023, trên sân vận động 19 tháng 8, thành phố Nha Trang, Sông Lam Nghệ An đã chia điểm với Khánh Hòa trong trận đấu kịch tính đến tận những phút bù giờ. Ngay những phút đầu hiệp 1, Sông Lam Nghệ An đã có nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của đội chủ nhà. Nhưng phải đến phút 28, trong một pha bóng rất đẹp của cầu thủ số 28, Soladio mới giúp cho Sông Lam Nghệ An ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều có những pha bóng nguy hiểm. Phút 60, cầu thủ Kasama đánh đầu vào lưới của Sông Lam Nghệ An giúp đội bóng phố biển gỡ hòa một đều. Sau đó, vào những phút cuối hiệp 2, đội chủ nhà Khánh Hòa đã có rất nhiều cơ hội tấn công, tạo sức ép lên khung thành đối phương nhưng không thể tận dụng thành công. Ngược lại, sai lầm của hậu vệ Khánh Hòa đã khiến cho cầu thủ số 19 Michael Olaha của Sông Lam Nghệ An có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai vào lưới đối thủ. Không dễ dàng bỏ cuộc, cầu thủ mang áo số 33 Rayo Rodriguez của Khánh Hòa đã ghi bàn thắng gỡ hòa hai đều ở phút bù giờ cuối cùng, mang về một điểm quý giá cho các cầu thủ phố biển. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An kết thúc 4 vòng đấu đầu tiên mùa này với 4 trận toàn hòa.
Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 18 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.